Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, cái đề tài CPAC là cái hội nghị những người bảo thủ toàn quốc ở Hoa Kỳ được tổ chức tại Orlando, Florida trong tuần vừa qua và kết thúc vào ngày Chủ nhật với cái bài diễn văn đáng chú ý của cựu Tổng thống Donald Trump dài hơn 90 phút. Vẫn là cái đề tài sôi nổi ở trong cộng đồng mạng cũng như hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Thì ngày hôm trước tôi có trình bày cho quý vị là ông Trump nói dối như thế nào ở tại cái hội nghị đó. Ngày hôm nay tôi muốn phân tích quý vị nghe là liệu ông Trump có là cái nhân tố giúp đoàn kết Đảng Cộng Hòa hay là chia rẽ Đảng Cộng Hòa, nhất là sau cái CPAC này. Hôm trước tôi có nói quý vị nhiều lần rồi, nhưng mà qua cái CPAC này chúng ta thấy rõ, ông Trump có nói rõ là chúng ta vào năm 2022 sẽ lấy lại Hạ viện và Thượng viện, và năm 2024 sẽ có một Tổng thống Cộng Hòa ca khúc khải hoàn bước vào Tòa Bạch Ốc. Người đó là ai? Quý vị nghĩ thử coi. Đó. Thì bây giờ người ta mới thấy rằng là như thế này. Trong cái bài diễn văn của ông đó, ông không nói rõ là ông sẽ ra, không có xác định, lấp lửng như vậy. Nhưng mà người ta đoán ngay cái chiến thuật của ông là gì. Năm 2022, ông sẽ giúp Đảng Cộng Hòa lấy lại Hạ viện và Thượng viện. Rồi sau đó, ông mới tuyên bố ra tái ứng cử năm 2024. Bởi vì lúc đó là ngon cơm. Ông lúc đó ông có thể ông nói rằng, ồ nhờ tôi mà quý vị mới chiếm lại hai cái viện này, có đúng không? Đó, ông vẫn lâu nay vẫn nói mà chẳng hạn như bảo Mitch McConnell đó là nhờ tôi mới thắng 28 điểm, thấy không? Chứ lúc trước là dưới, nhưng mà thực ra ông Mitch McConnell chưa bao giờ bị xuống, có gọi là cách biệt hơi nhỏ thì có đó, nhưng mà đã khá rồi. Ông Trump là ông claim credit dữ lắm, thấy không? Thì chuyện ok, không sao cả. Thì bây giờ ông đang định là như vậy, nhưng mà để thắng 2022 thì trước hết Đảng Cộng Hòa phải đoàn kết. Nhưng bây giờ ở trong đảng nó có hai thành phần. Hai thành phần, một thành phần tiếp tục ủng hộ ông Trump, một thành phần không ủng hộ ông Trump, không coi ông Trump là cái người đại diện cho đảng. Đặc biệt qua cái vụ mà bạo động xảy ra ở Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua làm 5 người chết. Và chuyện này tưởng đâu nó êm rồi, mà nó lộ ra cuối tuần vừa rồi, trước cái ngày mà gọi là ở CPAC xảy ra, mà xảy ra giữa hai vị nhân vật số 1 và nhân vật số 3 của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện. Xin mời kỹ thuật cho coi cái video đầu tiên của cuộc họp báo rất ngắn. Yes, he should. Congressman Cheney? That's up to CPAC. I've been clear in my views about President Trump and the extent to which following January 6th, I don't believe that he should be playing a role in the future of the party or the country. On that high note. Quý vị thấy không, dân biểu Kevin McCarthy đứng họp báo, đằng sau có ông dân biểu Steve Scalise của tiểu bang Louisiana nhân vật số 2, rồi có bà Liz Cheney của tiểu bang Wyoming nhân vật số 3. Người ta hỏi ông Kevin McCarthy là ông nghĩ Tổng thống Donald Trump có đóng một vai trò quan trọng, có nên đóng vai trò quan trọng tại CPAC không? Ông Kevin McCarthy nói yes, đương nhiên. Rồi quay qua hỏi bà Liz Cheney, bà, cái đó tùy CPAC, nhưng mà tôi không nghĩ là ông nên làm chuyện đó, bởi vì ông là cái người chịu trách nhiệm cho cái vụ ngày 6 tháng Giêng. Xong cái ông Kevin McCarthy, thôi, ngưng, cảm ơn. Quý vị thấy bà con cười không? Nó bắt cười quá. Tức là ông nói gà, bà nói vịt, mà nó chọi nhau. Quý vị thấy không? Ngay trong Đảng Cộng Hòa, ở tại Hạ viện, cho đến trước ngày CPAC tổ chức, vẫn còn cái sự chia rẽ đó. Vẫn còn cái sự chia rẽ đó, thấy không? Rồi, chia rẽ đó chưa đủ. Vào cái ngày mà Chủ nhật, khi ông Trump phát biểu dài 90 phút, trong đó ông đã tỏ cái sự cay cú của một người mà đúng bản tính của ông. Hôm trước, chương trình trước tôi có nói với quý vị. Khoan bán có thể khoan cho lên đó, để nghe đầy đủ ạ. Ông chỉ trích cả Tổng thống đương nhiệm, một điều mà các vị tiền nhiệm ông chưa bao giờ làm. Và bây giờ trong cái buổi mà CPAC, ông nêu đích danh 17 người mà đã bỏ phiếu, 10 người ở Hạ viện bỏ phiếu luận tội ông và 7 người ở Thượng viện bỏ phiếu cái tội ông. Đến bên Cộng Hòa không nha, ông gọi là Reno đó, Reno tức là Republican in name only. Và đặc biệt ông ưu ái cái bà Liz Cheney, bảo là tôi hy vọng là cho bà này biến đi, và cuối cùng bà thôi cho tất cả biến luôn. Xin bây giờ ban kỹ thuật cho coi cái video này để coi.
The Democrats don't have grandstanders like Mitt Romney, Little Ben Sasse, Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Pat Toomey. And in the House, Tom Rice, South Carolina, Adam Kinzinger, Dan Newhouse, Anthony Gonzalez, that's another beauty, Fred Upton, Jamie Herrera Butler, Peter Meyer, John Katko, David Valadao, and of course the warmonger, a person that loves seeing our troops fighting, Liz Cheney. How about that? The good news is, in her state, she's been censured, and in her state, her poll numbers have dropped faster than any human being I've ever seen. So hopefully they'll get rid of her with the next election. Get rid of them all. Vâng, quý vị thấy đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã nêu tên 7 vị thượng sĩ Cộng hòa kết tội ông trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 13 tháng 2 vừa rồi, cũng như nêu tên 10 vị dân biểu của Đảng Cộng hòa mà bỏ phiếu luận tội ông vào ngày 13 tháng Giêng trong cái vụ mà ông bị tố cáo xúi dục bạo loạn ở tại Quốc hội làm cho 5 người thiệt mạng. Và đặc biệt bà Dick Cheney ông bảo là bà này là bà hao thiếu chiến lắm, đúng không? Và sau cái vụ đó tôi chưa bao giờ thấy ai, trong cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy ai mà mức độ ủng hộ nó xuống thê thảm như thế. Hy vọng là cuộc bầu cử tới bà bị giăng mà thôi, cho hết đám này giăng luôn. Đó. Thì thưa quý vị, một người lãnh đạo đảng được cho là, tự cho là sẽ lãnh đạo đảng mà nói như vậy thì liệu Đảng Cộng Hòa sẽ đi về đâu? Quý vị thấy không? Có chuyện rõ ràng, và ông không giấu cái chuyện, ông bảo là hôm trước á, cái ngày 16 tháng 2 đó, khi mà ông gửi cái thư ra mà chỉ trích ông thượng sĩ McConnell đó, ông nói luôn là tôi sẽ loại quý vị trong các cuộc bầu cử sơ bộ. À, tức là tôi không cần biết ai đương nhiệm mà có ai ra bầu cử sơ bộ mà ứng cử quý vị là tôi ủng hộ người đó để cho quý vị dăng, không cần biết. Và cái điều này đã bị ông thượng nghị sĩ Rick Scott của tiểu bang Florida phản ứng. Mà ông Rick Scott đó, là ngày thứ bảy có phát biểu tại CPAC. Qua ngày chủ nhật ông lên chương trình Fox News Sunday và được phóng viên Chris Wallace hỏi cái chuyện này. Và ông Rick Scott, thưa quý vị, từng là thống đốc tiểu bang Florida và là một người bạn thân với ông Donald Trump. Tôi nhớ cái ngày cách đây khoảng độ chừng 4 năm, xin lỗi 2 năm, khi mà ông Rick Scott đắc cử ở tại tiểu bang Florida, chưa tuyên thệ, chưa tuyên bố gì nhé, thì chính ông Trump mời ông Rick Scott vào tòa ốc và giới thiệu luôn, đây là tân thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida, lúc đó mà dù chưa tuyên thệ, thân những cái độ như vậy luôn. Thì hôm chủ nhật vừa rồi, khi được hỏi về cái chuyện phải chăng đây là cái đảng của ông Trump trong những ngày tới, thì ông Rick Scott trả lời như thế nào? Xin ban kỹ thuật cho các cái video coi cái laptop của tôi, xin lỗi, đây xin quý vị nghe sau đây. TV, Senator, President Trump is expected to stake his claim as the continuing leader of the Republican Party in his speech today, but you have top Republican leaders like Liz Cheney, like Mitch McConnell, like Mitt Romney, who say the president forfeited that because of his actions after the November election. So let me ask you, is this still Donald Trump's party? It's the voters' party. I mean, it always has been the voters' party. Let's go back to 2010 in my primary. Every Republican, I think, in the country had endorsed my opponent, and I won. I talked to President Trump about a week ago, and I told him, this is my job. My job is to help Republican senators win all across the country, and he made a commitment to me to help me do that. I believe he's going to be helpful, but I think other Republicans are going to be helpful. But on Chris, it is your election, and when you're running, you've got to do all the things. You've got to talk about the issues important to your state. You've got to do your grassroots. You've got to do all these things to make sure you win. You've got to get prepared for your debates. Vâng, thưa quý vị, đó là thượng nghị sĩ Rick Scott khi mà ông Chris Wallace hỏi phải chăng đây là đảng ông Trump thì ông không trả lời. Câu trả lời yes or no mà không trả lời, khôn không? Chính trị gia họ khôn lắm. Họ không nói là không, ông không nói không, không nói ông là đây là đảng của cử tri. Voters Party. Thì ý nói là cử tri bầu lên những người đó. Thành ra đảng của cử tri gì? À, và ông cũng nói luôn là ông Trump hứa là sẽ giúp ông. Và ông nói rằng ô, ông Trump sẽ giúp chúng tôi thắng lại cái Thượng viện. Bởi nhiệm vụ của tôi là làm sao chiếm được Thượng viện.
bởi vì ông Thượng nghị sĩ Rick Scott hiện nay đang là chủ tịch ủy ban vận động của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện. Nhiệm vụ của ông là gì? Giữ ghế của các thượng nghị sĩ Cộng Hòa, làm đừng để cho mất, và kiếm thêm người để đưa ra ứng cử làm sao kiểm soát lại Thượng viện, không nằm ở trong tay dân chủ. Đó là cái lời phát biểu của ông Rick Scott. Ông còn nói cái gì nữa? Chúng tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Đài Truyền hình SCT. Sau đây tôi trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái bài diễn văn của cựu Tổng thống Donald Trump ở tại hội nghị CPAC, thành phố Orlando, tiểu bang Florida cuối tuần qua. Và trong đó ông có nói rằng là sẽ tìm cách lấy lại Hạ viện và Thượng viện và có thể lấy luôn chức Tổng thống năm 2024. Nhưng mà trước mắt làm sao lấy lại được Hạ viện và Thượng viện thì tôi đã trình bày quý vị nghe Thượng nghị sĩ Rick Scott của tiểu bang Florida, ông là người Đảng Cộng Hòa và là người chịu trách nhiệm vận động cho các vị thượng sĩ của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện. Thì ông đã không đồng ý đây là cái đảng của Trump, nhưng mà ông khôn khéo khi hỏi, ông Chris Wallace hỏi thì ông không nói yes or no, ông chỉ nói là đảng của cử tri thôi. Thì nó cho thấy là có cái sự rạn nứt ở trong Đảng Cộng Hòa, và nãy tôi cũng trình bày cho quý vị thấy luôn là giữa ông Kevin McCarthy và bà Liz Cheney cũng đã có cái rạn nứt về ông Trump. Thế vì ông Rick Scott á, thì cũng trong cái chương trình mà trả lời trên chương trình phỏng vấn của Fox News Sunday đó, ông nói rằng là nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ Thượng viện nằm trong tay Đảng Cộng Hòa. Và ông khẳng định luôn, ông khẳng định một điều, cho dù năm 2022 ông Trump có ủng hộ ai chăng nữa trong các cuộc bầu cử sơ bộ để nhằm đánh bại những người đương nhiệm thì tôi vẫn ủng hộ người đương nhiệm, ngược với ông Trump. Quý vị thấy chưa? Chắc chắn là tới ngày này sẽ đụng chuyện lớn. Bởi vì những người nào mà gọi là cross the line với ông Trump là ông sẽ trừng phạt. Và một trong những người mà ông sẽ trừng phạt đó là ông Thượng nghị sĩ John Thune của tiểu bang South Dakota. Ông này bây giờ đang là nhân vật số 2 của Thượng viện. Ông này là bị cái vụ mà nói là ai mà giơ tay phản đối cái vụ mà xác nhận kết quả bầu cử ngày 6 giêng là bị đột, bị bắt rớt liền đó. Thấy không? Shot dog đó, đại khái như thế. Thì ông Trump đã kêu cái bà Christine Noem, thống đốc tiểu bang South Dakota, để ra tranh cử và nói thôi em trả, tôi có kể quý nghe rồi đó. Thì ông vẫn nhắm vào John Thune. Thì bây giờ ông Rick Scott nói luôn, ông vẫn ủng hộ John Thune bởi ông John Thune là năm 2022 ra ứng cử, tái ứng cử. Ông sẽ phải ủng hộ cái người đương nhiệm. Còn ông Trump bây giờ ủng hộ những người mà chống lại người đương nhiệm để mà trả thù. Đó là cái mục tiêu hai bên sẽ đụng với nhau. Lát tôi sẽ phân tích tại sao. Đó là một điểm đáng chú ý. Điểm thứ hai nữa cũng đáng chú ý là cũng trong sau cái ngày mà chủ nhật là vừa rồi, ông thượng nghị sĩ Bill Cassidy của tiểu bang Louisiana, Cộng hòa tiểu bang Louisiana, một trong 7 người bỏ phiếu kết tội ông Trump vào ngày 13 tháng 2. Ông đã lên chương trình State of the Union của đài CNN, ông trả lời và cũng nói rõ luôn, nếu Đảng Cộng Hòa tiếp tục xây dựng cái đường lối chính sách chung quanh một cá nhân thì sẽ thất bại. Đừng có làm như vậy rồi để cái cá nhân lên cái bệ, lên cái bục. Mặc dù không nói tên Trump, không ai hiểu nhưng mọi người đều biết. Ông nói rằng là Đảng Cộng Hòa muốn thắng năm 2022 thì phải tập trung vào những chính sách của mình, những chính sách hợp lòng dân, chứ đừng tập trung vào một cá nhân rồi đưa cá nhân, nó tôn thờ cá nhân rồi đưa lên cái bệ. Đó là phần cứng của ông Trump. Đó, quý vị thấy không? Trong Đảng Cộng Hòa là hai phe cứng Trump, phe Cộng Hòa truyền thống. Ông Cassidy nói có đúng như vậy hay không? Xin mời các bạn cho coi cái video số 4 để coi ông Cassidy nói. You got, I have a lot in that question. Let me put it this way. We've got to win in 2 years, we've got to win in 4 years. If we do that, we'll do that by speaking to those issues that are important to the American people. And there's a lot of issues important to them right now. Not by putting one person on a pedestal and making that one person our focal point. If we do that, if we speak to those issues, to those families, to those individuals, we win. That's where our focus should be. Đó, quý vị thấy không? Ông Bill Cassidy, ông này cũng là bác sĩ luôn ở bên Louisiana. Ông nói,
tập trung vào những vấn đề người dân Mỹ quan tâm, đừng có tập trung vào cá nhân. Cá nhân là thua mà thấy thua rồi, thua năm 2020 rồi, thua thụ động luôn. Thua mà không những thua bầu cử mà thua kiện luôn nữa. Thành thử ra đó là hai cái thông điệp mà hai ông thượng nghị sĩ đưa ra. Tức là ông Rick Scott, thực ra tới ba người, bốn người trong đây. Ông Mitch McConnell, thấy không? Là lãnh đạo của Cộng hòa Thượng viện hôm trước, là cái ngày 13 tháng 2 là nóc ông Trump ra ngay tại phiên họp khoáng đại của Thượng viện. Phải nói là dùng danh từ giang hồ là lột trần không còn cái gì. Chính vì vậy ngày 16 tháng 2 bị ông Trump vua. Nhưng mà sau đó ông lên đài bảo ok, đảng Cộng hòa vẫn đoàn kết. Nếu ông Trump mà thắng đề cử năm 2024 tôi ủng hộ. Và ông Rick Scott cũng vậy, trong cái chương trình và trả lời phỏng vấn của Chris Wallace cũng bác bỏ là đảng Cộng hòa là có cuộc chiến nội chiến trong đó. Không ông nào nói có nội chiến, thực ra đang có. Tất nhiên là mặt chính trị không ai đó, cả Mitch McConnell hôm nọ. Tôi nghe phỏng vấn cũng vậy, hỏi là có nội chiến không? Cái ông Brian của đài Fox hỏi, ông bảo không có nội chiến. Quý vị nói vậy thôi, nhưng mà thực ra nó có. Và tôi đưa trình bày cho quý vị hai cái vị thượng nghị sĩ, ông Rick Scott và ông Bill Cassidy. Thì tại sao cái chuyện này nó quan trọng? Là bởi vì như thế này, thưa quý vị. Theo mà cái gọi là cơ cấu bầu cử của Mỹ á, trong đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ cũng vậy, đại đa số các tiểu bang bây giờ vẫn còn bầu sơ bộ. Tức là sơ bộ là gì? Đảng Cộng hòa chọn người Cộng hòa, đảng Dân chủ chọn Dân chủ, xong cho hai người ra đấu. Nó khác với California. California thì chúng tôi không còn làm chuyện đó nữa. California là bầu sơ bộ, là anh nào đảng nào cũng vô, bao nhiêu anh vô, đó gọi là jungle primary, như cái rừng nữa đó. Bầu hai người nào nhiều phiếu nhất là chúng tôi vô chung kết. Thành ra ở California anh không trừng phạt được, nhưng mà các tiểu bang khác trừng phạt được. Thì chỉ cần ông Trump ông đưa ứng cử viên ra trong đảng Cộng hòa mà phen cứng của ông thôi, là có thể đánh gục cái người mà đương nhiệm của đảng Cộng hòa đang giữ ghế. Ví dụ như ông John Thune của tiểu bang South Dakota, ông có thể đưa một ứng cử viên nào ra đánh rớt ông John Thune. Điều đó làm được, và đảng Cộng hòa đã từng làm cái điều đó. Nhưng mà nó có cái gì nguy hiểm đấy không? Ông Rick Scott nhìn thấy cái điều này, bởi vì ông là chủ tịch ủy ban vận động của đảng Cộng hòa Thượng viện. Nếu mà để ứng cử viên đương nhiệm ra tái ứng cử, khả năng thắng cử cao hơn là đưa một khuôn mặt mới ra. Thấy không? Tức là nếu mà phen cứng của ông Trump mà thắng cái người đương nhiệm của đảng Cộng hòa, cùng đảng luôn, thành ra mới trong cái sơ bộ mà loại được, thì người đó đã xa đấu với người bên đảng Dân chủ, thua chắc. Tất nhiên cũng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, đúng không? Cũng có trường hợp là người của ông Trump ra thắng, cái điều đó có hơn quá. Nhưng mà về mặt toán học, về mặt thống kê, thì trước giờ thống kê ở Mỹ này đó, thưa quý vị, 90% đại, nghĩa là cao nhất, và khoảng 80% là thấp nhất. Từ 80 đến 90% incumbent, tức là người đương nhiệm, thường thường là tái chức đắc cử. Thế bây giờ con gà đang ngon như vậy, tôi sao không tiếp tục, tôi vỗ béo, tôi đi lấy một con gà khác. Mặc dù con gà nó ngon, nhưng mà đâu ai biết đâu. Cử tri ta không biết người đó là ai. Bởi vì cái người đương nhiệm là người đang làm việc và được truyền thông chú ý, và họ làm một số điều, họ xuất hiện trên truyền hình, v.v. Người ta đã quen mặt, đã quen tên rồi. Đó, thành ra ông Rick Scott ông rất sợ chuyện đó. Cho nên ông mới nói là gì? Ngay cả ông Trump ủng hộ những cái người mà chống lại người đương nhiệm, ông vẫn ủng hộ người đương nhiệm, bởi đó là nhiệm vụ của ông. Quý vị thấy chưa? Thành ra là nó sẽ có những cái mà gọi là đúc chạm ở trong đảng Cộng hòa trong những ngày tới. Và ông Trump sẽ đi ông tuyển mộ những người đó. Và những người đó là những ai? Là những người mà đã có mặt ở tại cái CPAC hôm Chủ nhật vừa rồi. Hôm Chủ nhật vừa rồi. Có thể một nghĩa là thượng nghị sĩ ra, nghĩa là thách thức của ông thống đốc, nếu ông thống đốc đó mà cả chớn ông Trump. Hay là một dân biểu nó là thách thức một vị thượng nghị sĩ của tiểu bang, nếu vị thượng nghị sĩ là không được ông Trump cũng hài lòng. Mà ông đã điểm danh 17 mạng rồi, 17 mạng rồi. Thấy không? Ông còn nói bà Lisa Murkowski năm 2024 ra là tôi xử bà luôn. Tôi xử bà luôn vì bà cái vụ bà Lisa Murkowski là khen công James Mattis. Nói là cái vụ mà ông Trump là đi qua bên châu Âu mà không ghé thăm cái trang quân đội đó. Nhớ vụ đó, đó, đó. Những ai mà nói ngược tôi là tôi phải xử. Đó là cá tính ông Trump. Mà chính vì vậy ông được fan cứng, ông rất là mê. Mê kinh hoàng luôn. Thì bây giờ nó có khổ ông Trump thế này nè. Nó khổ cho đảng Cộng hòa chỗ này nè. Bây giờ bị chia rẽ như vậy. Ôm ông Trump vô thì không được. Ôm Trump vô là mất đảng. Mà vì ông Trump á, ông đã lỡ, ông được fan cứng tôn vinh lên giống như bậc thánh rồi. Con trời gửi xuống mà. Bây giờ bảo là ông xìu xuống để mà cùng đảng Cộng hòa làm sao được. Tắt thở liền, đúng không? Cái hào quang mà người ta ca ngợi mình, quý vị thấy
cho quý coi, nghĩa là ở tại Hyatt Region, ở tại Orlando, đúc cái tượng vàng, đó là hình ông Trump bên này cầm cái ngôi sao, bên này sao giống như sao bắt đầu, bên này cầm cái hiến pháp. Ông mê cái lắm rồi, giờ bỏ cái đó là khó, đề cảm ơn bà kỹ thuật. Ông mê cái này ghê lắm, người ta tới chụp hình, bây giờ bảo, bây giờ bỏ xuống, bỏ cái tôi mình đi để mà phục vụ đàng hoàng, bỏ hơi khó. Mặc dù ông nói như vậy, nhưng mà cái ý hướng của ông đi là sẽ đi theo cái cá nhân. Và ông chấp nhận con đường nó, thành ra cái cũng rất khó là Cộng Hòa trong những ngày tháng tới. Thì chúng ta sẽ chờ xem như nào, nhưng mà đó là lý do tại sao mà ông Rick Scott và ông Bill Cassidy đã đưa ra cảnh báo như thế. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình, chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình sau.